Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với vlog sinh nhật của mình. Caught a little bit of magic in your eyes last night. You were shooting pool, we were taking shots under the dim lights. Got a little smile that knocked me off of my seat. I started falling for you. And I didn't know what to do. But I knew that I had. Sinh nhật của mình muốn khá là riêng tư, với lại chỉ có bạn bè mình thôi, nên mình quyết định đặt phòng VIP ở Haidilao với giá 200.000 cho một phòng 6 người. Thì ở đây người ta cũng có các món khai vị và mang ra lẩu trước. Thì bây giờ mình chỉ chờ bạn mình tới thôi. Sau đó mình cùng với bạn mình trang trí các bức tường này để chúng mình có thể chụp hình chung với nhau. Haidilao cũng có thể trang trí giùm các bạn mà free nha, nhưng mà mình vẫn muốn tự trang trí hơn á. Thì sau khi mọi người đã có mặt đầy đủ thì chúng mình sẽ quyết định đi ra quầy sốt để pha sốt và lấy một chút thức ăn. Thì tiếc là các phòng VIP ở Haidilao thì không có quầy sốt này ở trong phòng và chúng mình có thể ra ngoài và lấy. Thì đặc biệt là cái quầy này để dành cho những phòng VIP với nhau thôi, nhưng lại mình cũng thấy nó khá là riêng tư rồi. Bên cạnh những nguyên liệu để pha sốt thì mình cũng có thể thấy có trái cây hoặc là những thức ăn bên lề. Mình thấy cái quầy này nó cũng khá là giống nhau với những cái quầy ở cho Haidilao mà thôi, chẳng qua nó riêng tư hơn. Thì hôm nay mình sẽ quyết định ăn lẩu 4 ngăn. Thì ngăn đầu tiên là lẩu cà chua, lẩu nấm và lẩu thái. Thì đây là khoảnh khắc mà bạn mình và mình đều ăn cùng với nhau. Thì các bạn cũng có thể thấy là phòng này cũng khá là riêng tư. Chỗ để đồ hoặc là nhân viên ở Haidilao sẽ định kỳ bao nhiêu thời gian đó sẽ vào để check-in tụi mình. Và mình thấy khá là care tụi mình luôn. Đặc biệt là có cái tivi cũng có thể mở nhạc, nên các bạn hãy lưu ý về âm lượng khi mở nhạc nha. Ngoài việc tổ chức sinh nhật cho mình thì hôm đó là ngày 8 tháng 3 luôn, nên là mọi người đều có một bó hoa, một cánh hoa hồng thật để mang về nhà nè, cũng khá là vui nữa. Và mình khá là bất ngờ khi Haidilao làm như thế luôn, mình không nghĩ là khi đang ăn thì mọi người có thể vào chúc mừng á, nên cũng khá là xịt keo. Tăng hai của tụi mình sẽ đi hát karaoke ở Aiku ở quận 3. Thì mình thấy cái phòng này cũng khá là đầy đủ tiện nghi và khá rộng với bốn đứa mình á, nên là mình đã quẩy khá là nhiệt tình luôn. Thì sau những cái bộ cánh ở Haidilao khá là lộng lẫy thì tụi mình đã đổi sang dép để dễ quẩy hơn nè. Và chúng ta hãy quẩy thôi. Và phần không thể thiếu đó chính là unboxing quà. Thì hôm nay mình sẽ unbox quà của bạn mình tặng sinh nhật của mình. Thì đây sẽ là một bộ trang sức của Vintage and Soul. Bạn mình đã tặng cho mình một cái dây chuyền và bông tai hình con bướm và mình khá là thích nó. Cảm ơn bạn.
Và tiếp theo là người bạn thân của mình đã tặng cho mình một bộ của Labby. Đây là một cái thương hiệu nổi tiếng về Bath Street. Thì đây là bạn mình đã tặng ba cục Bath Bomb và một cái hoa hồng khô. Thì Bath Bomb ở đây mình khá là uy tín, tại mình thấy xài khá là thơm á, và packaging cũng khá là đẹp nữa. Thì bạn mình đã tặng một cái này gọi là Black Coffee, và cái còn lại sẽ là một cái Bath Bomb giống dâu á. Ngoài ra thì trong quà của mình sẽ tặng thêm một cái hoa khô mình có thể rải lên bồn tắm, và một cái bên cạnh nữa là sẽ có một cái sáp dầu thơm nhìn khá là cute và mình có thể dễ mang đi khi đi ra ngoài. Cảm ơn bạn mình. Tiếp theo là một món quà cực kỳ ý nghĩa và bạn mình đã tự tay làm nó. Đó chính là 4 cái bông tai. Bạn mình rất giỏi về việc đan len nên là bạn mình đã tự làm những cái bông tai này cho mình. Và mình rất là thích những kiểu này và rất là cảm kích vì bạn mình đã tự làm cho mình. Nó khá là ý nghĩa. Và kèm theo đó mình rất thích màu hồng luôn, nên là bạn mình đã làm cho mình những cái bông tai màu hồng. Cảm ơn bạn. Và cuối cùng, mình không biết vì sao bạn mình có thể biết được điều này, nhưng mà mình lúc nào cũng muốn có một cái case điện thoại mới. Và nó đã nằm trong một cái list quà sinh nhật của mình. Và mình rất thích cái case này luôn, nó khá là màu sắc và dễ thương luôn á. Với lại mình cũng thích case trong nữa, vì mình cũng đang xài những cái ốc lưng trong suốt. Kèm theo đó là mình vẫn muốn cho mình cái dây điện thoại, và bạn mình có thể tặng cho mình một cái set ốp và dây đi cùng với nhau, nhìn rất là đẹp và dễ thương, nên mình rất là thích. Và sau đó mình quyết định mình sẽ thử liền lên cái điện thoại của mình luôn, và mình thấy rất là ưng ý và dễ thương ở trong cái nền điện thoại màu đen của mình. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đây cũng là kết thúc cho video một ngày sinh nhật của mình. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share and subscribe channel của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem.